Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoáy TV. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin vào bản tin trước, vào ngày hôm qua tại khu căn cứ quân sự của Trung Quốc nằm dưới chân đồi 441, bên đất Campuchia tiếp giáp với tỉnh Kon Tum của Việt Nam, quân đội hỗn hợp Trung Cam đã tổ chức một cuộc tấn công với quy mô lớn lên đỉnh đồi, nơi đang có sư đoàn 26 trực thuộc quân khu 7 của Việt Nam tại án ngữ. Cuộc tấn công này do Trung tướng Humanet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen chỉ huy. Được biết, vào ngày hôm kia, quân chủ lực và đặc công Việt Nam ta đã kết hợp với nhau tấn công vào khu căn cứ quân sự này. Bởi theo nguồn tin mới nhất, khu căn cứ quân sự này chứa nhiều loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, uy hiếp trực tiếp đến nền an ninh của Việt Nam. Một lý do khác nữa mà quân đội Việt Nam bắt buộc phải lên kế hoạch tác chiến luôn, vì quân đội Trung Cam đã đào một con đường hầm lớn dài 1 km, rộng 120 m, chiều cao 6,5 m thông suốt từ bên đất Campuchia sang Việt Nam. Nếu quân đội Trung Cam tấn công qua con đường hầm này và theo con lộ 40 đánh ra các tỉnh, thì các tỉnh miền Nam Nam Bộ của Việt Nam ta sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong trận đánh đêm hôm kia, hai chiến sĩ đặc công của Việt Nam đã bị bắt vì bị sức ép của vụ nổ khiến bất tỉnh. Nhưng cũng vì lý do này, hai chiến sĩ của ta đã gặp được một số lính Campuchia dưới trướng của đại tá Hát Ơn đang tị nạn tại Việt Nam. Những người lính Campuchia này muốn trở sang Việt Nam với đại tá Hát Ơn nên đã giúp hai đặc công Việt Nam mở khóa. Sau đó họ cùng hai chiến sĩ đặc công Việt Nam bắt cóc viên tướng chỉ huy Trung Quốc Lý Tắc Thành. Kế hoạch này đã thành công, tuy nhiên, hai chiến sĩ đặc công của ta đã anh dũng hy sinh. Được biết, kẻ đã ra lệnh cho quân lính bắn vào hai người lính đặc công và 10 người lính Campuchia chính là Trung tướng Humanet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen. Được biết, khi con đường hầm xuyên qua ngọn đồi 441 bị Việt Nam ta phát hiện, và nhất là sau khi tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc thất thủ trước quân chủ lực của Việt Nam vào đêm hôm kia, Tập Cận Bình đã hạ lệnh cho Thủ tướng Hun Sen phải đưa quân lính đến biên giới Việt Nam để hỗ trợ tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành. Ngay lập tức, Hun Sen đã điều động con trai cả của mình là Trung tướng Humanet đến biên giới Việt Nam tiếp ứng. Tướng Humanet đã dẫn 5.000 quân, 2 trung đoàn xe tăng, 2 trung đoàn pháo cao xạ và mặt đất đến tỉnh Xê Riêng. Tướng Humanet ngay sau đó đáp máy bay trực thăng từ sân bay Bom Binh bay thẳng lên biên giới. Hành động điều con trai cả của Hun Sen lên biên giới giúp tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành lấy lại thế trận được cho là để lấy lòng con thời Tập Cận Bình của Hun Sen. Từ sự kiện này, Hun Sen muốn Tập Cận Bình nhìn nhận con trai mình là viên tướng có tài năng, năng nộ và trung thành với nhà nước Trung Quốc. Điều đó sẽ giúp Humanet được hậu thuẫn để Tập Cận Bình sau này cho lên nối ngôi cha, sẵn sàng dẹp bỏ những đảng phái đối lập đang nổi lên trong nước muốn hạ bệ gia tộc của nhà họ Hun. Tướng Trung Quốc là Lý Tức Thành và Humanet đã có buổi họp quan trọng tại khu căn cứ quân sự dưới chân đồi 441. Sau đó, tướng Lý Tắc Thành đi ngủ vì hai ngày đêm mải mê với chiến sự. Viên tướng này đã bị 10 người lính Campuchia quân của đại tá Hát Ơn trước đây và hai đặc công của Việt Nam bắt giữ lúc đang ngủ say. Khi biết tin này, Trung tướng Humanet đã chỉ huy quân lính đuổi theo lên đồi 441 để giải nguy cho viên tướng Lý Tắc Thành. Bản thân tướng Humanet đã ngồi lên chiếc trực thăng Z-9 chỉ huy qua đền đàm dưới mặt đất, và chính tướng Humanet của Campuchia là kẻ chỉ huy cho xạ thủ trên máy bay bắn hạ hai người lính đặc công của Việt Nam. Tuy hai người lính đặc công của Việt Nam bị hy sinh, nhưng viên tướng Lý Tắc Thành vẫn bị quân chủ lực của Việt Nam bắt giữ. Máy bay của tướng Humanet suýt nữa thì bị cháy bởi dính nhiều viên đạn AK từ dưới đất bắn lên. Kính thưa quý thính giả và các bạn, sau khi tướng Lý Tắc Thành bị quân đội Việt Nam bắt giữ, cha con Thủ tướng Hun Sen bị Tập Cận Bình điện thoại mắng như tát nước vào mặt. Tập Cận Bình còn sẵn giọng tuyên bố rằng nếu cha con Thủ tướng Hun Sen không cứu được tướng Lý Tắc Thành thì đừng mơ Trung Quốc sẽ đổ dồn tiền của vào Campuchia nữa. Gia tộc nhà họ Hun cũng đừng mơ cha Trần Cân Đối giữ lấy ngôi vương. Tập Cận Bình sẽ tìm một kẻ khác có tài cán hơn để nắm quyền thủ tướng tại đất nước Campuchia. Đế chế của Hun Sen sẽ bị sụp đổ, thay vào đó có một thể chế mới sẽ ra đời và người kế vị Hun Sen rất có thể là tướng Ti Banh. Vì quan thời chửi mắng và nhất là sự chiếc kế quyền lực sẽ rơi vào kẻ khác, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đã bàn bạc với con trai cả của mình. Cả tiếng đồng hồ qua điện thoại, tướng Humanet thì cho rằng quân đội Việt Nam đang tham giữ Thượng tướng Lý Tắc Thành tại sư đoàn 26 trực thuộc quân khu 7. Thủ tướng Hun Sen thì cho rằng tướng Lý Tắc Thành chắc chắn đã bị di lý vào sâu đất Việt Nam. Theo sự đánh giá của Thủ tướng Hun Sen, tướng Lý Tắc Thành là một nhân vật rất quan trọng với Việt Nam. Có rất nhiều lý do để Việt Nam phải cất giữ hắn như một bảo bối. Việc đầu tiên, viên tướng này là bạn thân với Tập Cận Bình. Cả hai kẻ này cùng có chung ngày sinh tháng đẻ và đã kết thành đôi bạn thân với nhau trên con đường tình thân.
Khi tướng Lý Tắc Thành lên đến cấp tá, Tập Cận Bình mới là một sinh viên quen, nhưng do Lý Tắc Thành nâng đỡ, Tập Cận Bình mới bắt đầu tiến thân nhanh chóng trên con đường quan lộ của mình. Trước chuyến đi sang Campuchia, Tập Cận Bình còn hứa khi trở về tướng Lý Tắc Thành sẽ được phong quân hàm nguyên soái. Cấp bậc này còn cao hơn cả đại tướng một bậc. Thứ hai, viên tướng này có rất nhiều đượm máu với nhân dân Việt Nam từ thời chiến tranh tháng 2 năm 1979. Bởi vậy, hắn có thể bị đưa ra tòa án binh tại Việt Nam để xét xử. Nhưng điều đáng nói nhất là chưa chắc gì Việt Nam sẽ thừa nhận bắt giữ tướng Lý Tắc Thành để tránh gây phiền phức với Trung Quốc. Rất có thể viên tướng này sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn ở một nhà tù bí mật nào đó ở Việt Nam. Và Việt Nam giữ hắn ta lại như một con át chủ bài để Trung Quốc không dám hung hăng với Việt Nam. Căn cứ theo những suy đoán này, cùng với nhiều năm chồng chung với quân đội Việt Nam từ thời chiến tranh Pol Pot, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia khẳng định rằng Việt Nam không bao giờ dám để viên tướng Trung Quốc ở lại một đơn vị ở giáp với đường biên với Campuchia như suy đoán của con trai ông. Tuy nhiên, con trai của ông là tướng Humanet thì lại cho rằng quân đội Việt Nam sẽ để tướng Lý Tắc Thành ở đây. Nếu quân hỗn hợp Trung Can đưa quân sang, thì Việt Nam lấy sinh mạng của viên tướng này ra khống chế. Suy cho cùng, tướng Humanet cũng đồng ý với cha về những gì ông Hun Sen đã suy đoán. Nhưng vì muốn thể hiện lòng trung thành với Tập Cận Bình và muốn thể hiện tài năng để sau này nhờ Tập Cận Bình nâng đỡ lên chức vụ thủ tướng, nên tướng Humanet muốn đưa quân tấn công sang biên giới Việt Nam. Và mục tiêu tướng Humanet nhằm đến là sư đoàn 26 của quân khu 7 đang ẩn ngữ dãy núi Bình Độ 202 của Việt Nam. Thủ tướng Hun Sen biết vậy nhưng không thể cản con trai, bởi muốn gì ông cũng đã già, và hơn thế nữa là ông muốn cho con trai của mình thử lựa chiến tranh để sau này vững bước trên con đường làm vua của một nước. Kính thưa quý thính giả, vào lúc 17 giờ chiều ngày hôm qua, Trung tướng Humanet đã chỉ huy 5.000 quân chủ lực Trung Cam tấn công sang biên giới Việt Nam qua con đường hầm dưới chân đồi 441. Ngoài 5.000 lính bộ binh, một lữ đoàn xe tăng Tai 15, hai trung đoàn pháo binh 166mm cũng được lệnh xuất phát. Trung tướng Humanet ngồi trên chiếc trực thăng Z-9 chỉ huy qua bộ đàm xuống mặt đất. Trước lúc cho quân lính ồ ạt tấn công sang biên giới Việt Nam, tướng Humanet đã cho pháo binh nã hàng trăm quả đạn pháo lên dãy núi Bình Độ 202 của Việt Nam. Qua đồi 441, nơi được cho là có sư đoàn bộ 26 của Việt Nam đang ẩn ngữ tại đó, bị pháo binh của tướng Humanet chiều cổ nhiều nhất. Ước tính đạn pháo bắn lên quả đồi này bằng tất cả số đạn pháo bắn lên cả dãy núi Bình Độ 202. Phía quân đội của Việt Nam không suy tính đến phương án này, dù trước đó đã đề phòng quân lực Trung Cam sẽ tấn công. Theo suy đoán của ban chỉ huy, sư đoàn bộ 26 phía lính Trung Cam có thể tấn công, nhưng chưa phải vào thời điểm này. Vì tướng Lý Tắc Thành của bọn chúng đang nằm trong tay quân đội của chúng ta, nếu chúng tấn công thì khác nào ngầm báo cho phía Việt Nam hạ thủ viên tướng chỉ huy của chúng. Thế nhưng chúng đã tấn công để lấy lòng con thời Tập Cận Bình. Chỉ nhìn vào trận chiến, chúng không có một kế hoạch tác chiến nào rõ ràng. Sau khi nã đạn pháo sang đất Việt Nam cả 30 phút đồng hồ, lính Trung Cam bắt đầu tấn công. Xe tăng và pháo binh của đội quân này được cho là đã mở đường cho 5.000 binh lính chạy theo sau. Trên bầu trời có 4 chiếc trực thăng Z-9 yểm trợ cho đội quân chiến đấu dưới mặt đất. Bộ đội chủ lực của ta được lệnh vào vị trí chiến đấu. Đại đội hỏa lực được mệnh danh là dòng lửa của sư đoàn 26 cũng được lệnh tấn công vào những chiếc xe tăng và pháo binh của địch. Vào lúc 17 giờ 15 phút, tiếng súng nổ rền vang cả vùng rừng núi Tây Nguyên. Quân lính Trung Cam được lệnh tập trung tấn công lên đồi 441 để giải cứu cho tướng Lý Tắc Thành. Nếu nhiệm vụ này được hoàn thành, thì quân đội Trung Cam sẽ được lệnh rút lui ngay lập tức. Nhưng như chúng ta đã biết, vào buổi sáng ngày hôm qua, khi tướng Lý Tắc Thành của Trung Quốc bị quân đội Việt Nam bắt giữ, hắn đã được đưa lên ngay chiếc máy bay trực thăng Mi-17 trở về Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đặt ở số 204 đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với chuyến bay này, thi thể của hai chiến sĩ đặc công của ta hy sinh cũng được đưa về để làm lễ truy điệu anh hùng và mai táng. Theo nguồn tin từ phía quân đội Việt Nam cho biết, sức tấn công của quân lính Trung Cam quá mạnh, cộng với chiến thuật rút lui an toàn để nhường đường cho pháo kích của ta công phá, nên lính quân đoàn 26 của ta rút dần vào sau đất Việt Nam. Quân lính Trung Cam lúc này được đà tấn công, chúng xông vào khu sư đoàn bộ 26 để tìm kiếm tung tích tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành, nhưng không hề thời dấu vết. Đúng lúc chúng chưa biết tiến lên hay rút về thì pháo kích của Việt Nam nã như mưa về phía bọn chúng. Đại đội hỏa lực dòng lửa cũng được lệnh khai hỏa diệt mục tiêu. Pháo phòng không của Việt Nam cũng thi nhau nã đạn lên trời. 3 chiếc máy bay trực thăng Z-9 ngùn ngụt bốc cháy lao sầm xuống đất. 2 trong số 3 chiếc trực thăng này khi đâm nhào xuống đất còn phát nổ dữ dội. Quân lính hỗn hợp Trung Cam thô to rút chạy về bên kia biên giới.
Vào sáng nay, một nguồn tin từ phía quân đội Việt Nam cho biết, trong 3 chiếc trực thăng của quân đội Trung Cam bị bắn rơi, có một chiếc chở Trung tướng Humanet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen. Phía quân đội Việt Nam đã bắt sống viên tướng này và đưa về Bộ Tổng Chỉ huy Quân khu 7 cùng tướng Trung Quốc Lý Tắc Thành. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được chúng tôi kiểm chứng. Vào bản tin thời sự tiếp theo, chúng tôi sẽ thu lượm thông tin chính xác về việc máy bay của Trung tướng Humanet có bị bắn rơi hay không và con trai của Thủ tướng Hun Sen có bị bắt giữ hay không. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo tới quý thính giả và các bạn. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức. Xin kính chào và hẹn gặp lại.